chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Lương Thùy Linh đáp trả cực gắt khi bị đồn mua giải, học trò bị chê không xứng đáng. Chung kết The Next Fight Việt Nam 2021 khép lại cách đây không lâu, gây sốc cho khán giả khi có tới hai quán quân. Được nhắc đến là Stephen Nguyễn, học trò team Hờ Henie, và Y Hà, học trò team Lương Thùy Linh. Nhiều khán giả tranh cãi về kết quả này, cho rằng cả hai quán quân đều không xứng đáng, điểm yếu nhiều hơn điểm sáng, cuộc thi kém chuyên nghiệp. Đặc biệt, việc học trò Lương Thùy Linh đăng quang còn bị đồn có sự tác động của đồng tiền. Cho tới mới đây, trò chuyện với người hâm mộ trên Instagram, Lương Thùy Linh giải đáp câu hỏi chị nghĩ gì về những lời chê bai Y Hà khi đăng quang quán quân. Ngoài việc cho rằng học trò mình xứng đáng, Lương Thùy Linh còn dành rất nhiều câu từ để phân trần tin đồn mua giải, phủ nhận đến cùng. Mọi người nói chuyện mua giải, tôi không hiểu sao Sen Vàng, công ty quản lý của Lương Thùy Linh lại phải đi mua giải cho một talent mà còn không trực thuộc quản lý của công ty. Mắc cười dễ sợ, người kinh doanh họ không làm thế các bạn à, mà nếu nói mua vì tôi thì sao Sen Vàng không mua luôn cái vương miện Miss World hay các vương miện trong Big Show khác cho các bạn Hoa, Á Hậu đi. Các bạn nói Sen Vàng không có gì ngoài điều kiện mà, sao phải phí tiền mua giải cho một bạn mà chúng tôi còn không thể có lợi nhuận từ bạn ấy. Nói tôi mua giải cũng không khác gì coi thường ban tổ chức chương trình, họ đã có chỗ đứng rất vững chãi trong nền công nghiệp giải trí này. Họ không màng những khoản tiền nhỏ đâu các bạn à, và cũng sẽ không đánh đổi danh tiếng của chính mình chỉ vì những đồng lẻ. Đường dài mới biết ngựa hay, hãy nhớ người đưa ra quyết định chọn ai làm quán quân là ban giám khảo, anh Nam Trung, chị Phương, chị Trang. Họ là những người lão làng trong nghề này, cái nhìn của họ khó lòng sai lắm, Lương Thùy Linh bày tỏ. Tuy nhiên, khiến dân mạng quan tâm hơn cả lại là sơ suất của Lương Thùy Linh trong bài đăng khi mắc lỗi chính tả rất cơ bản. Cô sử dụng từ vững chãi, trong khi đúng phải là vững chãi. Có lẽ do quá tập trung thanh minh, ồn ào mua giải, Lương Thùy Linh cũng không ngờ mình gặp lỗi sai trên. Đây cũng không phải lần đầu tiên hoa hậu học giỏi bị bắt bẻ lỗi chính tả. Cô từng viết nhầm suốt cháo thành suốt cháo hay giải nắng thành rải nắng. Lương Thùy Linh từng vài lần bị sai lỗi chính tả cơ bản. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.